Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Canh Tý, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã về lễ tạ Đức Đệ Tam Pháp Chủ nhân dịp kết thúc khóa hạ an cư Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 tại trường hạ Tổ đình Quang Lãng Viên Minh, Chùa Giáng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Như mọi năm, Chư Tôn Đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự của 18 trường hạ sau khi làm lễ tạ Pháp tại các hạ trường, sẽ trở về Tổ đình Quang Lãng Viên Minh lễ tạ Đức Pháp Chủ. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cho nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định chỉ đại diện một số vị lãnh đạo Ban trị sự trở về lễ tạ Đức Pháp Chủ nhân dịp kết thúc khóa hạ an cư Phật lịch 2564. Trước thời gian an cư, Chư Tôn Đức đã trở về đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Tổ sư, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để khất cầu cùng thỉnh Ngài làm ngôi đường chủ cho tất cả tăng ni Phật giáo thủ đô an cư. Nhân dịp này, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ cũng đã có lời đạo từ đến Chư Tôn Đức tăng ni hành giả an cư nhằm tán thán Chư Tôn Đức đã thực hiện tốt những công việc hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh bằng tinh thần lục hòa cộng trụ.